Xin chào tất cả bố mẹ và các con. Hôm nay cô giáo sẽ giới thiệu một dạng toán mới đến bố mẹ và các con. Đó là dạng toán tính nhanh. Vậy cách thực hiện các dạng bài này như thế nào? Sau đây bố mẹ và các con hãy cùng theo dõi nhé. Cô có ví dụ thứ nhất. Cho dãy tính sau: 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6, cộng 7, cộng 8, cộng 9. Đối với dãy tính này, chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện bước đầu tiên là nhóm các số cộng lại với nhau có kết quả tròn trục. Vậy đối với ví dụ này, chúng ta sẽ nhóm số 1 với số 9, số 2 với số 8, số 3 với số 7, số 4 với số 6. Và cuối cùng còn số 5 đứng một mình, chúng ta sẽ giữ nguyên. Như vậy, chúng ta sẽ bằng nhóm thứ nhất 1 cộng 9 cộng nhóm thứ hai là 2 cộng 8 cộng nhóm thứ ba là 3 cộng 7 cộng nhóm thứ tư là 4 cộng 6 và cuối cùng chúng ta cộng với số 5. Và kết quả của các nhóm đều có kết quả là bằng 10, chúng ta sẽ cộng lại với nhau và số 5 cuối cùng chúng ta sẽ giữ nguyên. Kết quả cuối cùng chúng ta thấy 10 cộng 10 cộng 10 cộng 10 cộng 5 có kết quả bằng 45. Chúng ta sẽ làm tiếp một ví dụ nữa nhé. Cô có ví dụ sau: 14 cộng 27 cộng 35 cộng 12 cộng 15 cộng 13 cộng 26 cộng 28. Đối với ví dụ này, đây chính là dãy số có hai chữ số cộng lại với nhau. Nhìn thì có vẻ khó hơn nhưng lại rất đơn giản đúng không các con? Để làm được phép tính này, các con hãy nhóm các số có hai chữ số cộng lại với nhau thành số tròn trục bằng cách chúng ta sẽ nhìn vào số hàng đơn vị, phải không các con? Như vậy, ta sẽ nhóm số 14 với số 26, số 27 và số 13, số 35 và số 15 và nhóm cuối cùng đó là 12 và số 28. Như vậy, chúng ta sẽ có các nhóm cộng lại với nhau để thành số tròn trục. Nhóm thứ nhất, 14 cộng 26. Nhóm thứ hai, 27 cộng 13. Nhóm thứ ba, 35 cộng 15. Và nhóm cuối cùng, 12 cộng 28. Và bằng nhóm thứ nhất có kết quả là 40, cộng nhóm thứ hai có kết quả cũng là 40. Nhóm thứ ba có kết quả là 50 và cộng với kết quả của nhóm cuối cùng là 40. Và kết quả cuối cùng của các nhóm cộng lại với nhau, 40 cộng 40 cộng 50 cộng 40 có kết quả bằng 170. Bây giờ cô cùng bố mẹ và các con làm tiếp một ví dụ khó hơn một chút nữa nhé. Cô có ví dụ sau: 57 cộng 28 cộng 46 cộng 32 trừ 16 trừ 18 trừ 27 trừ 12. Cũng tương tự như trên, đối với ví dụ này, chúng ta sẽ chọn những số có hàng đơn vị giống nhau để chúng ta thực hiện phép tính làm sao để cho các nhóm số này cộng hoặc trừ với nhau cũng có kết quả tròn trục. Như vậy, ở đây ta có số 57 có hàng đơn vị cùng với số 27. Số 28 có hàng đơn vị là 8, chúng ta sẽ chọn nhóm cùng với số 18. Số 46 có hàng đơn vị là 6, chúng ta sẽ nhóm với số 16. Và cuối cùng, số 32 có hàng đơn vị là 2, chúng ta sẽ nhóm với số 12.
Và cuối cùng, chúng ta sẽ dùng dấu ngoặc đơn để nhóm lại nhé. Như vậy, nhóm thứ nhất, chúng ta sẽ lấy 57 trừ đi 27 cộng với nhóm thứ hai là 28 trừ đi 18 và nhóm thứ ba sẽ là 46 trừ đi 16 và nhóm cuối cùng là 32 trừ đi 12. Kết quả của các nhóm như sau. Nhóm 1 bằng 30 cộng kết quả của nhóm 2 bằng 10 cộng kết quả của nhóm 3 bằng 30 và cộng kết quả của nhóm cuối cùng đó là 20. Và kết quả cuối cùng có phép tính này 30 cộng 10 cộng 30 cộng 20 bằng 90. Như vậy, video ngày hôm nay cô đã giới thiệu đến bố mẹ và các con phương pháp giải bài toán tính nhanh. Cảm ơn bố mẹ và các con đã theo dõi video.